Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2022. Như vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sau khi Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc. Dưới góc nhìn của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an, thì hôm nay chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn online với Thiếu tướng để có những cái nhận định, có những cái bình luận xung quanh vấn đề này. Thưa Thiếu tướng, thì Đại hội 20 được coi là một đại hội có ý nghĩa lịch sử đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc. Dư luận Trung Quốc cũng như thế giới quan tâm nhiều. Muốn biết rằng là Trung Quốc sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức và đề ra những giải pháp như thế nào đó để có thể vượt qua cái nhiệm kỳ sắp tới ạ. Thiếu tướng có thể chia sẻ về vấn đề này. Đúng như đồng chí nói là cái Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vừa qua, nó là một cái dấu mốc quan trọng mang ý nghĩa lịch sử đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc nói riêng, đối với nhân dân Trung Quốc nói chung. Cái tính bước ngoặt lịch sử của Đại hội 20 thể hiện trên hai phương diện. Phương diện thứ nhất về kinh tế. Trong 44 năm qua kể từ năm 1978 đến 2022, dưới sự dẫn dắt của tư tưởng Đặng Tiểu Bình, cải cách mở cửa, Trung Quốc đã tập trung toàn bộ nguồn lực để phát triển nhanh chóng. Có thể nói đây là cái thời kỳ phát triển nhanh nhất, tạo ra cái bước phát triển thần kỳ của Trung Quốc trong 44 năm qua. Cái động lực để thúc đẩy phát triển nhanh này là đầu tư và xuất khẩu. Có thể nói cái mô hình từ năm 78 đến nay là mô hình phát triển dựa trên đầu tư và xuất khẩu, mang tính quảng canh bề rộng. Nghị quyết Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định rằng từ nay, từ nhiệm kỳ 20-2022, Trung Quốc bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Đấy là chuyển cái phát triển kinh tế chạy theo tốc độ của giai đoạn trước sang cái phát triển kinh tế theo chiều sâu, dựa vào cái sáng tạo công nghệ kỹ thuật, lấy tăng năng suất lao động làm thước đo chính để làm cái phát triển kinh tế. Vậy thì mô hình này là mô hình hoàn toàn khác về chất so với mô hình trước. Cái tính chất bước ngoặt về kinh tế của Trung Quốc thể hiện chỗ sang một giai đoạn phát triển mới, dựa hẳn vào sáng tạo công nghệ kỹ thuật để nâng cao đời sống nhân dân. Đây là bước ngoặt lịch sử về kinh tế. Cái dấu mốc lịch sử thể hiện ở cái vấn đề thứ hai là quan hệ quốc tế. Nếu như 40 năm trước, quan hệ giữa Trung Quốc và phương Tây với Hoa Kỳ là ổn định, tạo điều kiện Trung Quốc phát triển nhanh, thì bây giờ, từ nay về sau, quan hệ giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ nói riêng, với phương Tây nói chung, không còn ổn định, không còn chủ lưu hợp tác nữa, mà tính cạnh tranh, mang tính đối đầu ngày càng tăng lên. Đây là khó khăn lớn cho Trung Quốc. Cho nên người ta nói rằng cái tính bước ngoặt lịch sử của Đại hội mới thể hiện hai phương diện chủ yếu như vậy. Trước tình hình như vậy, nghiên cứu nghị quyết Đại hội 20, chúng ta thấy Trung Quốc đưa ra những quyết sách hoàn toàn mới. Ngoài cái mục tiêu chia làm hai giai đoạn 2022-2035, phấn đấu đưa Trung Quốc thành một xã hội sau chủ nghĩa khá giả, toàn diện, có công nghiệp hiện đại, thì đến 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Trung Quốc trở thành một nước sau chủ nghĩa hiện đại, văn minh, dân chủ và tiến bộ, sánh ngang hàng với thế giới. Họ không nói công khai, nhưng cái mục tiêu 100 năm thứ hai năm 2049 đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc hàng đầu, tức là tối thiểu mô hình nhiệm G2, có nghĩa là Trung Quốc với Hoa Kỳ là hai cường quốc hàng đầu thế giới, có vai trò quyết định vận mệnh
và tình hình chính trị thế giới. Tôi cho rằng đây là cái bước ngoặt, cái mục tiêu rất lớn, hai giai đoạn 2035-2049. Về mặt ngoại giao, tôi cho rằng trong cái chính sách thể hiện trong nghị quyết đại hội 20 cũng thể hiện rõ thực hiện chính sách ngoại giao lực lớn, nâng cao cái vai trò vị thế của Trung Quốc trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu, cả về quốc phòng, cả an ninh, cả đối ngoại, cả kinh tế, cả những vấn đề an ninh phi truyền thống. Đối với các nước, trong nghị quyết đại hội lần này có một cái chính sách rõ ràng là thân thiện với láng giềng. Láng giềng chúng ta biết là ai? Là ASEAN, trong đó có Việt Nam. Láng giềng là Nhật Bản, là Hàn Quốc, là Ấn Độ, vân vân. Theo quan điểm Trung Quốc, khi ổn định với láng giềng, đấy tạo ra điều kiện để phát triển vươn ra thế giới và củng cố vai trò vị thế toàn cầu của Trung Quốc. Theo phán đoán của tôi, thì có lẽ sau đại hội 20, tôi có ý kiến khác với nhiều học giả phương Tây. Nhiều học giả phương Tây cho rằng sau đại hội 20, chính sách ngoại giao Trung Quốc sẽ căng thẳng, mang tính chiến lăng hơn. Tôi có ý kiến ngược lại. Từ thực tiễn tình hình trong nước, từ nhu cầu ổn định để phát triển, để hiện thực hóa trước mong Trung Quốc, tôi tin rằng sau đại hội 20, Trung Quốc sẽ có điều chỉnh quan hệ đối ngoại theo hướng ôn hòa, hợp tác. Vâng, thưa Thiếu tướng, thì trong điển chúc mừng ông Tập Cận Bình tái cử chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết là: "Tôi mong muốn sớm gặp được lại đồng chí để chúng ta cùng nhau đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược, góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước." Vậy theo Thủ tướng thì chuyến thăm cấp cao lần này là thể hiện tính chất đặc biệt và quan trọng của mối quan hệ hai nước Trung Quốc-Việt Nam như thế nào? Và những vấn đề gì sẽ được ưu tiên trong chuyến thăm này ạ? Cái tính đặc biệt của chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc lần này nó thể hiện trên hai phương diện. Một là Việt Nam là sau đại hội 13. Cái đại hội 13 của chúng ta năm ngoái cũng có ý nghĩa lịch sử mang tính bước ngoặt đấy ạ. Khi cái sức mạnh tổng hợp quốc gia đủ lớn, khi cái vai trò vị thế của Việt Nam tại khu vực thế giới được khẳng định, cho phép đảng ta đưa ra mục tiêu 2030 và tầm nhìn 2045. Lần đầu tiên đại hội đảng đưa ra cái mục tiêu 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phải có một cái tiềm lực kinh tế, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, xã hội như thế nào, chúng ta mới có khả năng đưa ra cái mục tiêu dài hạn. Tôi cho cái tính chất bước ngoặt của đại hội 13 của chúng ta là như vậy. Cái đại hội 13 là khơi dậy khát vọng phát triển trên đất nước, bước ngoặt. Và chúng ta thấy vừa rồi, 63 địa phương gần như một quốc gia quân rầm rộ để phát vọng phát triển được. Trên Việt Nam chúng ta sau đại hội 13 có những chuyển mình mang tính bước ngoặt cả về nhận thức lý luận của đảng, cả về hoạt động thực tiễn, cả về xác định mục tiêu và giải pháp. Đối với Trung Quốc cũng vậy. Như tôi đã phân tích với các bạn, đại hội 20 mang tính bước ngoặt lịch sử của họ, có thể là một cái giai đoạn mới, giai đoạn mới tiếp tục giai đoạn trước nhưng với chất lượng khác, giải pháp khác, mục tiêu khác. Cái tính đặc biệt của chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng này thể hiện điều thứ nhất như vậy. Cái thể hiện điều thứ hai về đặc biệt, cái bối cảnh quốc tế, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sang Trung Quốc lần trước rồi, chưa bao giờ cái tình hình quốc tế lại phức tạp, khó khăn, khó đoán định như thế này cả. Cái cuộc xung đột Nga Ukraine, đại dịch COVID-19 tác động vào thế giới cả trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội. Cái bối cảnh quốc tế hiện nay trong chuyến thăm của Tổng thống Nguyễn Phòng Trung Quốc cũng hoàn toàn đặc biệt.
Chứ có thể nói là chuyến đi là mang tính dấu ấn đặc biệt riêng của hai quốc gia, đồng thời nó mang dấu ấn cả một thời đại của tình hình thế giới này. Về những vấn đề ưu tiên được bàn thảo, tôi cho rằng vấn đề chủ yếu trong chuyến đi của đồng chí Tổng Bí thư sang Trung Quốc, đây là những vấn đề song phương, cam kết thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đảm bảo cái ổn định quan hệ Việt Trung, Trung Việt vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì nhu cầu phát triển của Trung Quốc và Việt Nam. Đây là vấn đề trọng tâm sẽ được bàn giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Tiếp tục thực hiện các nguyên tắc trước đây đã đề ra. Lần trước đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc cũng đề ra 6 nguyên tắc giải quyết những vấn đề tồn đọng giữa hai nước. Và tôi cho rằng những nguyên tắc này là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với luật pháp quốc tế, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước. Những nguyên tắc mang tính nền tảng này trong chuyến đi này, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Tổng Bí thư Tập Cận Bình để tiếp tục khẳng định. Ngoài ra còn phải bàn những vấn đề hợp tác kinh tế giữa song phương của chúng ta. Thì tôi cho trọng tâm chuyến đi này là bàn những vấn đề quan hệ hai nước trên lĩnh vực chính trị. Như cái thơ của đồng chí Nguyễn Phú Trọng gửi đồng chí Tập Cận Bình là củng cố cái niềm tin chính trị, quan hệ láng giềng trên cơ sở củng cố niềm tin chính trị. Đấy là vấn đề được đặt ra xuyên suốt trong cái chuyến thăm của Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc lần này. Ngoài ra chắc chắn giữa hai tổng bí thư sẽ bàn đến những vấn đề đa phương trên các diễn đàn quốc tế, hợp tác với nhau để thúc đẩy xu thế hòa bình ổn định hợp tác khu vực, chứ mà thế giới nói riêng, thế giới nói chung, làm cho cái vai trò của Trung Quốc Việt Nam thì ngày càng tốt hơn, là những quốc gia có trách nhiệm với thế giới. Vấn đề trên Biển Đông cũng sẽ được đề cập trong các hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình trên nguyên tắc trước đây đề ra 6 nguyên tắc. Và tôi tin rằng những vấn đề này được bàn thảo một cách thẳng thắn, chân thành trên nguyên tắc là tin cậy chính trị lẫn nhau. Thì đây là những vấn đề mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thảo luận, trao đổi với Tổng Bí thư của mình. Vấn đề song phương là chủ yếu, vấn đề quốc tế mục đích cuối cùng tạo môi trường thuận lợi cho cả Việt Nam Trung Quốc phát triển, nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam Trung Quốc trên trường thế giới nói chung và khu vực nói riêng. Đây là mục đích chuyến đi này. Vâng, thưa Thiếu tướng, đây là một cuộc gặp song phương nhưng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khu vực ASEAN, các nước trong khu vực ASEAN cũng như là Hoa Kỳ. Vậy thì Thiếu tướng có thể nói rõ hơn về vấn đề này và cái cuộc gặp này theo Thiếu tướng thì nó sẽ có những cái tác động tích cực như thế nào tới hòa bình của khu vực ạ? Đúng như đồng chí nói, đây là một chuyến thăm song phương. Về nguyên tắc đây là chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc, bàn thảo những vấn đề song phương. Nhưng mà chuyến đi song phương nhưng được dư luận có thể quan tâm lắm, cần được ASEAN cũng hết sức quan tâm về chuyến đi này. Hoa Kỳ, thậm chí cả Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, Châu Âu cũng rất quan tâm chuyến đi này. Tại sao như vậy? Lý do vấn đề mà cộng đồng quốc tế nói chung và các cường quốc trong và ngoài khu vực quan tâm chuyến đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc là hai vấn đề. Một, thứ nhất, Việt Nam là một thành viên có vị trí vai trò quan trọng trong hiệp hội ASEAN. Mà trong chính sách sau đời 20 Trung Quốc xem thân thiện bị láng giềng. Với như vậy thì quan hệ Việt Nam với Trung Quốc chắc chắn có quan hệ của Trung Quốc với ASEAN. Ngược lại cũng có quan hệ liên quan đến quan hệ của Việt Nam với ASEAN. Cho nên chiến lược ASEAN theo dõi là hợp lý, không có vấn đề gì cả. ASEAN theo dõi cái chuyến đi này và họ hy vọng, họ tin rằng chuyến đi này để góp phần vào ổn định khu vực. Về các cường quốc ngoài khu vực, trước khi là Hoa Kỳ,
cũng hết sức quan tâm về chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc. Bởi lẽ cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay là xấu nhất kể từ năm 1972 khi Tổng thống Nixon sang Trung Quốc vì thông cáo Trung Thượng Hải. 50 năm rồi, cái quan hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc cơ bản là hợp tác, và nhờ hợp tác Trung Quốc phát triển tạo thần kỳ phát triển, cũng nhờ hợp tác với Trung Quốc Hoa Kỳ cũng ổn định giải quyết những vấn đề nội bộ và quốc tế của họ. Vấn đề hợp tác Trung Mỹ có lại có lợi ích cả Trung Quốc cả Hoa Kỳ. Nhưng rõ ràng từ nay về sau quan hệ Mỹ với Trung Quốc hoàn toàn khác, vẫn hợp tác với nhau nhưng hợp tác trong cái bối cảnh, trong cái mặt bằng, trong một cái nền tảng cạnh tranh ngày càng mang tính đối đầu. Và trong cuộc cạnh tranh như vậy, chắc chắn các bên về nguyên tắc chính trị học là phải tập hợp lực lượng, lôi kéo lực lượng thôi ạ. Cái chuyện đó chẳng có gì bí mật và nhạy cảm cả. Khi hai quốc gia hợp tác cạnh tranh với nhau thì chắc chắn họ phải tìm kiếm những đồng minh mới thôi ạ, tăng thêm cái thế lực của mình. Hoa Kỳ cũng cần Việt Nam trong cái tập hợp lực lượng để nâng cao vai trò vị thế trong cạnh tranh với Trung Quốc. Tất nhiên, ta với Trung Quốc láng giềng hữu nghị. Trung Quốc cũng muốn ổn định quan hệ Việt Nam. Qua ổn định quan hệ Việt Nam, góp phần vào ổn định quan hệ Trung Quốc với ASEAN cũng là lợi ích của Trung Quốc và lợi ích của Việt Nam và lợi ích của nào. Trên cái vấn đề mà cần được quan tâm, ngoài Hoa Kỳ ra thì Nhật Bản, Ấn Độ, các cường quốc khu vực đặc biệt quan tâm. Tôi cho đây là xuất phát từ cái động cơ lợi ích. Mỗi cái động tác chính sách ngoại giao đều xuất phát từ lợi ích của bản thân quốc gia mình. Vì thế họ quan tâm. Chúng tôi cho rằng cái thế giới quan tâm chuyện này là bình thường. Nhưng mà theo dõi quan sát thì thế giới đánh giá tích cực về chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc. Vì chuyến đi này, ngoài việc củng cố quan hệ song phương, sẽ góp phần vào ổn định tình hình an ninh ở khu vực châu Á Thái Bình Dương nói riêng, thúc đẩy xu thế hòa bình hợp tác nói chung thế giới. Chuyến đi này tôi cho rằng không chỉ mang lại lợi ích cho Việt Nam Trung Quốc mà còn mang lại lợi ích cho cả các nước ASEAN, thậm chí cả cường quốc trong ngoài khu vực, trong nội bộ Hoa Kỳ. Trong những vấn đề lớn này thì chúng ta không thể ngăn được những ý kiến khác nhau, ý kiến trái chiều của chuyện bình thường thôi. Nhưng mà chúng ta biết đâu là cái dòng chủ lưu, đấy là cái trục chính của vấn đề, để có nhận thức đúng đắn. Vâng, thưa Thiếu tướng, vậy với một địa phương như Nghệ An thì cần có cái sự chủ động, cái sự chuẩn bị như thế nào, sự sẵn sàng như thế nào trước cái xu thế và trước cái dự báo là cái mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam Trung Quốc sẽ được nâng tầm ạ? Đối với Nghệ An của chúng ta thì có nhiều vấn đề có thể khai thác tận dụng cái chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có hai vấn đề mà chúng ta có điều kiện, có khả năng để khai thác thúc đẩy cái quan hệ hợp tác Việt Nam Trung Quốc nói chung và cả cái tỉnh Nghệ An với Trung Quốc, với tỉnh Quảng Đông nói cùng nói riêng. Tôi nghĩ thế này: Trung Quốc có 31 tỉnh thành. Có lẽ chúng ta nên hợp tác với Quảng Đông. Thứ nhất là vì rất gần chúng ta. Thứ hai là Quảng Đông có nhiều mô hình kinh tế hay lắm. Mà Nghệ An sang đấy có khả năng để khai thác kinh nghiệm. Nói gì thì nói, Trung Quốc có rất nhiều cách làm rất hay. Hay làm về kinh tế, về quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Chúng tôi nghĩ rằng là Nghệ An của chúng ta là một tỉnh lớn nhất nước về mặt diện tích, lớn thứ ba về dân số. Tôi nghĩ rằng là có khả năng nên thúc đẩy quan hệ hợp tác với Quảng Đông, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực của họ. Đây là một việc mà Nghệ An chúng ta có khả năng hợp tác, mở rộng cái thị trường xuất khẩu nông sản hàng hóa. Thứ hai, hợp tác với Quảng Tây
trọng tâm là học tập họ giải quyết những vấn đề về tôn giáo và dân tộc. Tôi đã đến Quảng Tây rồi, 3 lần, một lần đi với đồng chí nguyên cô bộ trưởng Lê Minh Hương, 2 lần đi với học giả đến Quảng Tây, đi vào cái vùng dân tộc họ. Tôi nghĩ nói gì thì nói, vấn đề dân tộc Trung Quốc giải quyết có nhiều điểm mà chúng ta cần học tập. Về tôn giáo cũng vậy, đặc biệt là vấn đề tội phạm ma túy, thì tôi nghĩ rằng Nghệ An chúng ta có khả năng học tập ở cái tỉnh Quảng Tây, trao đổi với họ về vấn đề tôn giáo dân tộc và phòng chống ma túy. Và tôi tin tưởng rằng là Nghệ An của chúng ta trong quá trình phát triển những năm vừa rồi đã có một cái đổi mới rõ rệt, có một dấu ấn riêng biệt, tạo ra một cái bước phát triển mới trong cái bức tranh chung cả nước. Nếu tiếp tục mở rộng quan hệ với Trung Quốc thì chúng ta có khả năng phát triển tốt hơn nữa, cả về kinh tế, cả về quản lý xã hội, nhất là phòng chống tội phạm, trở thành một cái mô hình mà các địa phương khác có thể đến Nghệ An học tập được. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương đã nhận lời cuộc phỏng vấn online ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.